Ở đây là các cái dàn xe. Và nói là về cái showroom của Mercedes tại Vietnam Motor 2019 này rất là hoành tráng các bạn. Ok, chúng ta sẽ điểm qua những cái chiếc xe có mặt ở trong showroom của Mercedes, đó là chiếc S450 Luxury. Ok, giá công bố là 4.869 triệu. Ok, ở đây người ta cho hình thức trả góp 52.500.000 một tháng nha. S450 Luxury L. Đây là S450 L luôn. Chiếc này thì các cái video phía trước mình cũng đã quay cho bạn rồi, nhưng hôm nay mình chỉ quay là cái showroom của Mercedes-Benz. Chiếc Mercedes 450 LS 4.249. Đây là dòng E200 giá là 2.130 triệu. Phía xa kia là dòng C300 AMG, đây là E300 AMG. Đây là C200. Ở phần kia có cái AMG à. $1.499. Ok, hình như là cái Mercedes sẽ chuẩn bị là cái buổi trình diễn vào lúc 7:10 tối nay, chuẩn bị rồi các bạn. Ok, là C200 179 1.709 1.709 triệu. Ok, phía bên kia là chiếc Maybach và chiếc AMG, giá của nó dao động là khoảng từ 11 tỷ, có một chiếc 11 tỷ các bạn. Bây giờ rất là nhiều người đang tập trung ở cuộc của chiếc CLE 450. Chiếc này là hơn 4 tỷ. We'll be right back.
diện ưu tú của Mercedes-Benz. Và tôn chỉ của chúng tôi đó là tốt nhất hoặc không gì cả. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với gian hàng của Mercedes-Benz tại triển lãm ô tô Việt Nam 2019. Xin dành chào bàn tay cho những người mẫu xinh đẹp của chúng tôi và cả những chiếc xe rất tuyệt vời mà quý vị sẽ được khám phá trong giây lát. Kính thưa quý vị, bên tay trái của Đức Bảo là khu trưng bày của những dòng xe rất quen thuộc với những người yêu xe mèo tại Việt Nam, đó là C-Class, E-Class và S-Class. Và trong những năm gần đây, bên cạnh ba dòng xe này, GLC hay GLC là mẫu xe được rất nhiều khách hàng lựa chọn. Và trong năm tới đây thì chúng tôi sẽ giới thiệu những mẫu xe SUV chiến lược của mình, sẽ được sử dụng động cơ 6 xi lanh cảm hàn cũng như có động cơ điện EcoBoost tăng thêm sức mạnh, cũng như với động cơ 6 xi lanh cảm hàn thì sự êm ái trong vận hành của chiếc xe cũng sẽ được tăng lên rất nhiều. Và không phải chờ đợi lâu, quý vị sẽ được khám phá một trong những mẫu xe chiến lược của Mercedes-Benz tại thị trường Việt Nam, đó là GLE 450. Đây là mẫu xe SUV đã trải qua 3 thế hệ và bây giờ thì nó lộ diện với phiên bản 2020. Chiếc xe này có ngoại hình rất vuông vắn và rất mạnh mẽ, nhưng nó lại là chiếc xe có rất nhiều công nghệ mới ở đây. Đây là chiếc xe đầu tiên của Mercedes-Benz tại Việt Nam được trang bị giao diện MBUX hoàn toàn mới. Đây là giao diện mà quý vị có thể tương tác với nó bằng giọng nói, và đồng thời với trang bị là trí thông minh nhân tạo thì chiếc xe này sẽ có thể học hỏi cũng như là biết được, tùy chỉnh được theo những thói quen và những hiệu lệnh của quý vị. Và bên ngoài thì nó là một mẫu xe như vậy, còn bên trong là một sự tiện nghi rất đẳng cấp. Chúng ta sẽ có gói nội thất exclusive, có hàng ghế sau chỉnh điện 6 hướng và cả easy entry dành cho hàng ghế thứ 3, giúp cho việc cả gia đình của chúng ta sẽ có những chuyến du hành trên chiếc xe này cực kỳ tiện lợi. Bên cạnh đó thì còn có những trang bị như cụm đèn multi-beam cũng như là hệ thống dẫn động toàn phần biến thiên thông minh. Hãy dành thời gian với GLE 450. Ở khu vực trung tâm của chúng tôi thì chúng ta sẽ nhìn thấy có một người hùng cơ bắp với một thiết kế mang tính huyền thoại. Xin được giới thiệu tới quý vị, đây là G-Class. Mẫu xe đến năm nay là kỷ niệm 40 năm ra đời của nó, nhưng thiết kế vẫn không đổi. Và đó chính là một biểu tượng của Mercedes-Benz với dòng xe địa hình này. Bên cạnh một ngoại hình không thay đổi thì những công nghệ bên trong của G-Class lại là những gì vượt thời đại. Đầu tiên hãy nói đến động cơ của nó. Đây là động cơ AMG V8 có công suất tới 585 mã lực, giúp cho khối cơ thể của chiếc xe này với khối lượng là 2,5 tấn có thể di chuyển và tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 4,5 giây, tương đương với thành tích của những chiếc siêu xe thể thao. Và đồng thời thì nó được trang bị hệ dẫn động 4 bánh và thời gian AMG Performance Speed Shift, Performance Formatic, 3 khóa vi sai, hộp số 9 cấp AMG Speed Shift. Ở bên trong chúng ta sẽ cùng đến với một mẫu xe mà nó có những hàng ghế được bọc da nam bạc cao cấp cũng như là ghế ngồi tích hợp nhiều chức năng, màn hình kép kỹ thuật số 12,3 inch, hệ thống âm thanh vòm high-end Master 3D 15 loa cùng với rất nhiều những trang bị khác cũng như những tính năng an toàn mà chúng ta sẽ được khám phá trong giây lát. Cũng tại khu vực trung tâm này là một mẫu xe nữa và rất nhiều niềm tự hào của Mercedes-Benz, đó là Mercedes-Maybach S560. Mẫu xe này là một mẫu xe của những ông chủ bà chủ với chiều dài cơ sở cực kỳ lớn, với những công nghệ hàng đầu được trang bị cho nó. Chiếc xe này chúng ta có thể kể ra một vài trang bị như cụm đèn multi-beam LED, màn hình rộng có độ phân giải HD sắc nét, hệ thống giải trí đa phương tiện cùng với bộ loa vòm Bomaster 26 loa, hàng ghế sau thiết kế đặc biệt với chức năng massage, hệ thống đèn viền cho phép lựa chọn 64 màu và 10 kiểu phối màu khác nhau. Ngoài ra rất nhiều những hệ thống đi kèm như hệ thống phanh tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo trực làn, camera 360 độ phân giải cao, vân vân và vân vân. Quý vị hãy dành thời gian để khám phá. Bên này là C, E và S Class, bên này là GLC, GLE, GLA. Ở ngoài cùng bên phải sẽ là gian hàng cho những mẫu xe đã qua sử dụng, được chính hãng đảm bảo và bảo hành chính hãng dài hạn. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng bước vào trong gian hàng của Mercedes-Benz khám phá và hãy hỏi những tư vấn viên của chúng tôi để đưa ra quyết định trở thành những người chủ sở hữu của những chiếc Mercedes-Benz. Xin cảm ơn quý vị.
Bây giờ chiếc này mình đã nói với bạn là nó trên 4 tỷ nha bạn. Ok. Còn cái chiếc Maybach mà đã giới thiệu nãy chưa có quay được cho các bạn, đó là cái chiếc này. Ok mẹ nó. Đây đây đây. AMG sức cơ bắp. Maybach, Mercedes-Benz Maybach. Mercedes AMG G63. $10,619. Bánh của Israel. Thank you.